Em xin giới thiệu cho các bác những cái model có sẵn ở trong cửa hàng và giải đáp một số thắc mắc của các bác đang không hiểu hết là những cái màn hình cảm ứng của VKTV nó có những loại model nào. Thì trong cái video này em sẽ hướng dẫn cho các bác và giới thiệu cho các bác tất cả những cái màn cảm ứng của hãng VKTV hiện tại đang có ở trên thị trường. Ở đây thì em chỉ có ba model có sẵn, còn một cái model nữa nhưng mà cái hàng đấy thì em không có ở đây. Thì ở đây thì em sẵn có ba cái loại model hiện tại trên thị trường vẫn đang sử dụng với các loại đầu của VKTV. Thì ba cái model này cái ba cái màn hình cảm ứng ba loại khác nhau và giá thành nó cũng sẽ khác nhau. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác từng model. Thứ nhất ở đây là cái màn hình, cái màn này là màn 21.5 inch chân thẳng, màn trắng, đây là màn trắng này, cảm ứng chịu đựng nắng, dành cho các bác nào mà có nhu cầu muốn mua để đi làm sự kiện thì có thể là sử dụng trong các cái điều kiện không gian hoặc là dưới rạp nó trời nó nóng, thì nó cái độ bức xạ đối với cái bức xạ xuống thì là nó sẽ không bị đơ, treo đơ các bác nhá. Đây màn thì là cảm ứng 21 inch và chân là chân thẳng này. Đó. Cái màn này thì nó chạy được với tất cả các loại đầu. Nếu ví dụ như các bác muốn chạy đầu 2TB ngày xưa ấy, thì bác buộc phải có một cái dây ki loại khác, dây ki gọi là ki 1 giây thì chạy cho màn hình chạy cho đầu 2T. Còn đối với các loại đầu từ 3T, 4T, 6T của HD Pro, HD Plus rồi là SD 3T thì là các bác phải mua, thì bên trong cái bên cái cho đi kèm với cái màn này nó là sử dụng cái dây ki 2 giây, gọi là ki 2 giây. Đây em sẽ quay ki đấy cho bác xem. Đây ki này gọi là ki 2 giây này. Đó. Thì là chạy được với các loại đầu HD Pro, HD thường, HD Plus ổ từ 3TB trở lên, 3 4 6 đó. Thế là những cái đầu có thể chạy được trong cái màn 21.5 này. Nói chung là chạy được tất cả các loại đầu trên từ 2T cho đến 6T, chỉ khác nhau cái dây ki để sử dụng thôi. Đây là màn hình kích thước là 21 inch, chân cao thẳng. Ngoài ra các bác thích chân ngắn thì bên em cũng có thể chân ngắn được. Màn này thì chịu được nắng để dành cho các bác là đi làm sự kiện. Ok. Đó, đây là cái màn đầu tiên, là cái màn 21.5 inch chân thẳng nhá các bác nhá. Cái màn thứ hai ở đây em sẽ giới thiệu các bác là cái màn hình, cái màn này thực ra inch bên trong này nó chỉ được 21.5 inch thôi, nhưng mà thường thường cái màn này thì gọi để cho các bác dễ phân biệt thì người ta gọi là màn 22G. Đấy, màn 22G. Cái màn này thì là chịu được nắng. Các bác là mua cái màn hình cảm ứng này để đi chạy được thì chạy được cho tất cả các loại đầu, cũng chạy được tất cả các loại đầu, nhưng mà cái màn này thì nó sẽ sang trọng hơn một chút, và cái kiểu dáng thiết kế rồi là chế độ cảm ứng nó sẽ khác so với cái màn 21 kia. Chân ở đây thì nó là chân cong, chân màu chân cong gold. Cảm ứng của nó là cảm ứng điện dung, nó khác với cảm ứng bên này là cảm ứng hồng ngoại, bên này là cảm ứng điện dung. Cái mặt kính này chính là cái mặt kính đây. Đây là cái mặt kính này của cái màn 21 này. Đó, cái mặt kính của cái màn 21 này nó giống như một cái tấm gương. Để em bóc ra cho bác xem này. Đó, nhìn nó rất là sang trọng, đẹp. Đấy, mặt kính tràn viền luôn. Kính toàn bộ tràn viền xung quanh của cái màn 21 này. Màn 22G này. Kiểu dáng thiết kế của nó là chân cong, bo gôn viền xung quanh, chạy xung quanh này. Em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem chi tiết cho nó dễ nhận biết. Đây ạ, đây màn chân cong này, toàn bộ là mặt kính là tràn viền, chạy được tất cả các loại đầu thị trường của VKTV là đầu 2T, 3T, HD Pro, HD Plus, HD thường, ổ đầu 3T, 4T và 6T đều chạy được hết các bác nhá. Đối với cái màn này thì là cái chế độ cảm ứng của nó rất là nhanh mượt và kiểu dáng thì sang trọng. Nếu bác nào mà mua cái màn hình này để chọn bài ở nhà để phòng khách thì rất là đẹp. Đấy. Ở đây thì em đang cắm với lại một cái đầu SD 3T kia để test cho các bác xem thôi. Đấy. Ảnh nó rất là đẹp. Đây, ví dụ này, đấy, em quay cho bác xem.
cảnh rất là đẹp luôn. Đây là cái màn 22V cảm ứng điện rung. Đó. Nhìn rất là sang trọng. Thì cái màn này thì là thứ nhất đã chạy được các loại đầu 2T, 3T, 4T, 6T, HD Pro, HD Plus, HD thường và SD 3T. Đấy, tất cả đều chạy được hết. Và cái màn này là màn công nghệ là cảm ứng điện rung các bạn nhá. Kiểu dáng thì đẹp. Bạn nào nhu cầu lấy cái bộ này về thì rất là ok này. Tiếp theo ở đây thì là cái màn ha, màn 19 inch. Cái màn này thì nó chỉ khác nhau với cái kích thước inch thôi. So với cái màn 21 ở góc kia thì cái này nó kích thước nó là chỉ có 19 inch thôi. Đấy. Chân ở cái màn sẽ bé hơn. Vẫn là chân thẳng và mà cảm ứng hồng ngoại và chịu được nắng các bác nhá. Bác nào mà tiết kiệm chi phí thì có thể mua cái màn bé như thế này được để chọn bài. Đấy. Hoặc là bác mua cái này để chọn bài cho dễ dàng hơn so với sử dụng điều khiển từ xa. Đối với các bác trung tuổi thì các bác nên mua những cái cây chọn bài như thế này để các bác ghép với lại các cái đầu HD Pro, HD Plus, HD thường để chọn bài. Thì cái màn này nó là màn chân thẳng luôn. Chân thẳng này, màn 19 inch. 19 các bác nha. Em sẽ quay các bác xem này. Đấy. Đây là cái màn 19 inch nữa. Có một cái màn gọi là màn 21 inch nữa nhưng mà nó là màn 21 viền xanh thì ở đây không có, thì xong em sẽ có cái ảnh để các bác xem luôn. Ở đây thì hiện tại em có 3 model nhá. Màn 19 trắng này, màn 21 trắng và màn 22V. 3 mẫu này thì bác ghép với lại các loại đầu của về KTV. Đó. Đấy, các bác nào nhu cầu mua cái loại nào thì có thể comment ở bên dưới hoặc là thắc mắc muốn ghép với lại phối ghép với lại cái loại đầu gì của nhà bác đang sử dụng ấy thì các bác có thể comment bên dưới đặt câu hỏi thì em sẽ giải đáp thắc mắc cho các bác ở dưới đoạn dưới phần mô tả phần comment bên dưới các bác nhá. Đây em sẽ quay đằng sau cho bác xem này. Cái màn 21 và màn 19 nó là chân thẳng bằng inox. Đấy. Còn cái màn 22V thì nó là chân cong, kiểu dáng thì rất là đẹp, sang trọng. Đây là toàn bộ những cái màn về KTV có sẵn và trên thị trường hiện tại đang hay dùng nhất trên để giải đáp một số cái thắc mắc cho các bác là đang không biết là có những cái loại màn gì để chạy với đầu nào. Thì hôm nay em đã giải đáp cho một số anh em đã hiểu hết được các cái màn này để có nhu cầu. Khi nào mà có nhu cầu mua thì sẽ chọn lựa cho nó phù hợp với túi tiền của mình. Tuy nhiên là tất nhiên là những cái màn này nó sẽ giá thành nó sẽ khác nhau. Ví dụ cái màn 21 này, màn 21 trắng chân thẳng này giá bên em đang bán là 3.500.000 đồng. Cái màn 22V này tùy đẹp xấu giá thị trường nó lên xuống thì giá nó sẽ dao động là 4.500.000, từ 4.000.000 cho đến 4.500.000 đồng. Còn cái màn 19 anh in này, hàng những cái mẫu mà hàng đẹp như thế này ấy, nó không ít sức sát rồi là nó đẹp thì là giá của nó sẽ là 3.000.000. Còn đối với những cái màn mà nó sẽ xấu hơn một chút ấy, thì nó sáng sẽ rẻ hơn độ được 200-300 nghìn nữa. Đấy, tùy vào cái độ đẹp xấu và cái độ hàng em mua của các bác khách hàng họ thanh lý thì mình sẽ mua lại với giá tùy đẹp xấu đó. Ở đây thì cái màn 21 này em đang chạy với cái đầu HD Plus chạy ổ cứng 4TB. Đấy. Cái đầu 4T này có cái địa điểm hay là nó vào được YouTube. Thì khi mà trong cái mục YouTube này nó sẽ có cái mục cao kê này và mục tất cả. Khi mà bác muốn nghe nhạc đúng không, các bác muốn nghe nhạc nhẹ nhàng thì bác hỏi mục tất cả này đó, sau đó bác gõ cái chữ tìm kiếm, ví dụ nhạc không lời, đây em đang tìm kiếm đây, thì đây là cái bài các bản nhạc không lời, nó sẽ ra toàn bộ những cái bài nhạc có thể để mình nghe nhạc đấy. Là nhìn ạ, tất cả những cái quả này là của ca nhạc, nhạc không lời này, đúng không, vừa có thể là nghe nhạc và vừa có thể là hát karaoke online. Em sẽ xóa hết đi, xóa hết này đi, em sẽ gõ sang phần karaoke bác xem nhá. Đây karaoke này, đấy, xóa mấy cái chữ này đi. Bên này thì lại thành chuyển sang karaoke, nếu gõ sang bên karaoke này sẽ ra những cái bài karaoke. Đây, lấy qua thử bài xem anh nha. Đấy. Rất hay là có cái này. Và một cái đặc điểm nữa của những cái đầu này là sẽ không có quảng cáo để bị chèn vào các bác nhé. Em tranh thủ em giới thiệu một số tính năng cho các bác lúc nào có nhu cầu mua có thể tham khảo qua cái video này.
Đây là cái đầu HD Bluetooth và chạy cái màn 21 inch đó. Đây là đang hát chế độ online này. Trên đầu Bluetooth thì nó có cả tính năng tải bài hát mới các bác nhá. Đây, nó sẽ có cái một đám mây này. Đây là những cái bài hát mình có thể tải xuống được. Ok rồi, ok, bác nào có nhu cầu hoặc là có câu hỏi gì cứ đặt comment bên dưới và em sẽ giải đáp thắc mắc cho bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ngày hôm nay nhá.